mang tiền đi giấu vợ. Mình này, tôi đang tính mở sạp bán vải. Nghe nói ngoài chợ huyện, mấy sạp vải cứ thu hàng chục lạng bạc mỗi ngày ý. Gớm, mở đâu ra mà hút. Thật mà, mình cứ giúp tôi 100 lạng bạc tiền vốn. Tính chỉ chừng dăm tháng là tôi có thể hoàn lại đầy đủ 100 lạng bạc cho mình. Cái gì? Bà làm như tôi nặng ra bạc không bằng ý. Tôi làm gì có bằng ý tiền chứ. Có cái thân tôi đây, bà thích thì lấy. Thôi, tôi đi ăn tiệc nhà quan chi phủ đây. Người đâu mà lạ thế không biết. Tiền ông ta cứ cất giấu ở đâu hết không biết. Ai còn lạ gì nữa chứ. Vợ tôi trông thế mà giỏi. Tưởng là suốt ngày chỉ biết phấn son, vậy mà mới mở sạp vải ngoài chợ. Buôn bán cũng được lắm. Mỗi ngày ngồi chơi mà cũng để ra được gần 20 lạng chứ chẳng ít. Đúng đấy, tôi cũng mới đầu tư cho bà nhà tôi gần 200 lạng. Mở cửa tiệm kim hoàng, làm ăn được có khác. Về nhà vui vẻ với chồng con lắm. Không câu câu có như trước nữa. Buôn vải mà cũng lãi thế cơ á. Hay là mình thử liều một phen xem sao nhỉ. May quá, hôm nay bà ấy đi vắng. Ôi, tiền của tôi. Tiền của bao nhiêu năm tích góp, giờ mang cho bà ấy buôn bán. Nói dại nhỡ thua lỗ thì... Ôi không, không được. Cứ để thế này, thi thoảng mở ra ngắm có phải sướng hơn không? Lại đỡ mệt đầu. Nhưng xem chừng, giấu chỗ này nguy hiểm quá. Lỡ mình đi vắng mà bà ấy tìm ra thì lại... Không được, phải tìm chỗ khác thôi. Phải rồi. Được rồi, cứ chôn sâu vào nhé. Ôi trời ơi, sao lại thế này? Nó đâu rồi? Tiền của tôi, cả gia tài của tôi sống sao bây giờ? Sao thế? Có chuyện gì mà ông kêu khóc thảm thế? Tiền bạc của tôi không dám ăn tiêu. Có bao nhiêu tích cóp mấy hôm trước mang ra đây chôn, đến hôm nay ra kiểm tra thì đã không cánh mà bay. 578 lạng bạc, 7 hào 5 xu của tôi, thế là mất sạch cả rồi. Hả? Những 578 lạng bạc sao? Thế sao hôm trước tôi bảo ông đầu tư làm ăn có 100 lạng, ông cũng kêu không có, bây giờ thì hay rồi. Hay cái nỗi gì, bà còn kêu hay được sao? Tôi thấy ngần ấy có đáng gì. Bà có điên không vậy? Tiền của cả đời tôi chắc bóp mà bà nói không đáng gì là sao? Thì tôi thấy có khác gì đâu. Ông có tiền mà không chịu bỏ ra một chút mà kinh doanh, những đồng tiền ấy phỏng có ích gì chứ? Chẳng bằng ông cứ coi như nó vẫn được chôn ở đấy đi là xong. Ôi, tiền ơi là tiền, đã không sinh ra được thêm thì chớ, lại còn vĩnh viễn ra đi thế sao? Thế ông có muốn nó sinh sôi nảy nở thêm không? Còn đâu nữa mà sinh với nở chứ. Bà có im đi không? Biết thế này tôi đưa cả cho bà còn hơn. Thì tôi đã dùng tiền của ông mang đi buôn vải rồi đấy thôi. Hả? Thì ra bà... Phải, nó ở trong phòng ấy. Ông vào mà xem. Một hòm giờ thành hai hòm rồi nhé. Ôi, biết thế này tôi đã đưa tiền cho bà đi buôn từ lâu rồi. Túi vàng của thần tài. Tiểu thần tài, ta phải vào thiên đình thiết triều ngay bây giờ. Công việc ở nhà còn thay ta tiếp quản cho cẩn thận. Con phải luôn nhớ những lời ta dạy đây nha. Dạ vâng, người cứ yên tâm đi công chuyện. Con sẽ tiếp quản cẩn thận ạ. Dạ,
ở với thần tài bao lâu nay, giờ mình mới được tận tay chạm vào quả địa cầu vàng của thần tài. Tuyệt thật. Thần tài, xin người hãy giúp con. Xin hãy giúp con. Tiếng gọi ở đâu thế nhỉ? Xin hãy giúp con. Sự nghiệp của con đã phá sản, con giờ trắng tay, mất tất cả rồi. Mùa vụ thất bát thế này, con biết phải làm sao đây cơ chứ? Thần tài ơi, nếu ngài có thể nghe thấy lời con, xin ngài hãy giúp con. Bao giờ con mới thoát khỏi cảnh nghèo đói này thưa thần tài? Xin ngài hãy cứu giúp con. Dưới trần gian còn nhiều người khổ quá. Thần tài trước khi đi đã dặn mình phải tiếp quản công việc của người, vậy mình phải giúp họ mới được. Hả? Là vàng ư? Thần tài, là ngài ban cho con sao? Con cảm ơn ngài. Phải chăng thần tài đã nghe thấy lời con nói? Chuyện này rốt cuộc là có thật sao? Có những túi vàng này, chắc chắn mọi người sẽ không còn phải khổ nữa rồi. Dạ thưa thần tài cho gọi con. Hôm qua ta đi vắng, con đã thay ta giải quyết những việc gì rồi? Dạ thưa người, hôm qua con thấy có ba người hoàn cảnh khó khăn quá, nên con đã dùng vàng của người để giúp đỡ họ. Vậy ư? Sao con lại dùng vàng gửi đi tùy tiện như vậy chứ? Dạ, con thấy họ khó khăn nên muốn giúp đỡ cho họ mà. Thôi được rồi, vậy giờ theo ta xem kết quả con đã mang đến cho họ như thế nào. Nhưng mà mới có một ngày thôi mà, thương người, chúng ta nên chờ thêm một thời gian nữa chứ ạ. Con quên à, một ngày ở đây bằng một năm dưới hạ giới. Chào ông. Năm qua ông sống thế nào? Dạ, là thần tài ư? Con chào thần tài. Con hiện nay sống rất tốt ạ. Ông đã sử dụng túi vàng của ta như thế nào? Dạ, trong lúc khốn khó, gia sản mất toàn bộ, được người ban cho túi vàng, con đã dùng một phần để trả nợ, số còn lại con dùng để gây dựng lại sự nghiệp. Con đã rút kinh nghiệm của thất bại lần trước, nên lần này công việc rất tốt ạ. Giờ con đã có hai cửa hàng vải lớn nhất thành phố. Con ngàn lần cảm tạ thần tài, cảm ơn túi vàng của người. Vậy là túi vàng nhỏ ấy đã giúp ông ta thay đổi được vận mệnh. Kia chẳng phải là người ăn xin mà con đã giúp cho vàng sao? Ta đã cho ông một túi vàng theo đúng ước nguyện của ông. Vậy sao giờ ông vẫn đi ăn xin là sao? Chính là vì khi nhận được túi vàng của ngài ban, con đã rất phấn khởi. Con đã vào thành phố xây một cái nhà rất sang trọng, thuê nhiều người làm, hàng ngày ăn sơn hào hải vị, vui chơi lu bù. Ai ngờ, sau đó tiêu hết vàng, bán hết nhà, con lại phải đi ăn xin. Sao lại thế được nhỉ? Sao túi vàng ấy lại chẳng có tác dụng gì cả cho ông ta vậy? Chúng ta cùng tới nhà ông nông dân còn lại xem sao thưa người. Đó chính là người nông dân mà con đã cho vàng. Tại sao ông ta lại chết sớm vậy? Con chào thần tài. Thần tài đến thăm con đấy ư? Tại sao con lại chết sớm như vậy? Cũng chỉ vì túi vàng thần tài đã cho con. Vì túi vàng? Tại sao lại như vậy chứ ạ? Sau khi có túi vàng, con đã cất giấu nó đi mà không dám dùng, sợ dùng hết rồi lại nghèo. Nhưng nếu làm vốn để kinh doanh, con lại không biết buôn bán gì hết. Con còn sợ kẻ trộm nên suốt ngày không dám đi đâu để lo canh giữ. Chẳng được lúc nào vui. Cứ như vậy, con chết đi trong lo nghĩ buồn bực. Thậm chí đến bây giờ con vẫn chưa dùng túi vàng ấy. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tại sao cùng một túi vàng mà lại mang đến những kết cục khác nhau như vậy chứ? Giờ thì con đã hiểu vì sao ta nói không nên tùy tiện phân phát vàng chưa? Thực ra túi vàng của ta không thể giúp đỡ họ. Mà chính họ mới là người giúp chính mình, phải không thưa người? Đúng vậy, chỉ có nghị lực của chính người đó mới giúp họ thay đổi số mệnh của mình. Vì thế, khi con ban phát may mắn, tài lộc cho ai, phải dựa vào phẩm chất, ý chí của họ, con hiểu không? Dạ, con hiểu rồi ạ. Nai Ngọc. Trên đỉnh một ngọn núi cao,
có một mỏm đá giống hệt như hình một em bé kháu khỉnh, xinh xắn cởi trên một con voi. Mỏm đá đứng ở chỗ ấy từ bao giờ, không một ai biết cả. Chỉ biết từ trước, đời ông, đời cha, lâu lắm, mỏm đá ấy đã có rồi. Từ bầu trời, những tia nắng vàng dịu, những hạt mưa trong vắt thay nhau tắm gội cho mỏm đá, và gió từ biển khơi phía đông, từ núi cao phía tây rì rào nhẹ nhẹ thổi về, kể cho mỏm đá nghe thật nhiều chuyện lạ của những miền đất nước xa xăm. Chỉ có những con chim bay cao nhất, xa nhất mới đặt chân được tới đây, rồi chim cất giọng hát cho mỏm đá em bé nghe những bài ca đẹp nhất. Cứ thế, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, những câu chuyện thủ thỉ của gió, những bài ca của chim cứ thấm dần vào từng thớ đá, thấm sâu vào mỏm đá hình em bé trên đỉnh núi cao. Một buổi sáng, trời trong lành, gió thoảng nhẹ, mỏm đá em bé bỗng nhiên rùng mình nhẹ, khẽ cựa quậy, rồi từ từ biến thành một em bé bằng thịt bằng xương, xinh đẹp chưa từng thấy. Ôi, mình đã thành người rồi. Không biết dưới chân núi có gì nhỉ? Không biết có nhiều điều tươi đẹp như trong những câu chuyện của gió và những bài hát của các bạn chim không? Mình sẽ xuống núi để xem. Đóng rừng rồi, chưa năm nào đóng rừng dữ dội như thế này. Chúng ta phải làm gì đây? Muôn thú phá hoại thế này thì mùa màng mất trắng mất thôi. Các bạn nai ơi, các bạn chim ơi, tất cả các bạn ơi, lại đây mình hát cho các bạn nghe một bài. Ăn một bát cơm, nhớ người cày ruộng. Ăn đĩa rau muống, nhớ người đào ao. Ăn một quả đào, nhớ người vung gốc. Tiếng hát của em mới hay làm sao? Nghe tiếng hát lạ lùng ấy, từng đàn chim công, chim sẻ, từng đàn hươu nai, lợn rừng, tất cả đều quên mất chuyện phá lúa. Kỳ lạ quá! Em bé ơi, em từ đâu tới? Em chắc là thần tiên hay sao mà hát hay đến vậy? Em tên là gì? Dân làng thi nhau hỏi em rất nhiều điều, nhưng em chỉ mỉm cười, và nụ cười tươi tắn làm rạng rỡ khuôn mặt xinh xắn của em. Xòe bàn tay, đếm ngón tay, một em bé trông thật rất xinh. Hỏi rằng ai, em út nhà, thì em hát luôn theo điều ca, rằng là em bé rất ngoan, và mua hát cho vui ông bà. Hay quá, đáng yêu quá. Chúng ta không biết em bé từ đâu đến. Em bé giống như một món quà từ trời vậy. Em bé đáng yêu quá. Ta đặt tên cho em là Nai Ngọc được không? Em bé cười, nghĩa là em thích cái tên đó rồi. Nai Ngọc, cái tên đẹp cho em bé đẹp kỳ lạ. Trăng lặn, sao mờ, nhưng không một ai chịu về ngủ cả. Dân làng mãi ngồi nghe Nai Ngọc hát, cho tới lúc nắng vàng chiếu rọi trên nương. Từ đó, Nai Ngọc sống chung với dân làng. Tiếng hát của em khiến mọi người làm việc không biết mệt mỏi, tiêu tan mọi sự buồn nản, khiến cho nương đầy lúa, rẫy đầy bông, rừng núi nở đầy hoa. Bọn cướp tới! Ai thương mẹ thương cha, hãy mau ra đánh! Bọn cướp đến, chúng ta phải làm sao đây? Về làng chuẩn bị đánh thôi! Dân làng liền bỏ cả công việc, chạy ao về làng. Họ tìm cuốc thủng, gậy gộc đi đánh lại bọn cướp. Giữa trận giao chiến ác liệt, bỗng nhiên có tiếng hát ngân nga trầm bổng cất lên. Lúc đầu tiếng hát còn chìm trong tiếng sắt thép chạm nhau, nhưng dần dà tiếng sắt thép lắng đi hết, nhường chỗ cho tiếng hát. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà, tháng ba thì đậu đã già. Bài hát của Nai Ngọc về một cuộc sống làm lụng chăm chỉ, yên bình ấm no phơi phới như gió mát, khiến bọn cướp ngừng lại, đứng sững sờ, vũ khí tuột khỏi tay, rơi xuống đất lúc nào không biết.
bọn cướp bỏ vũ khí, cầm lại cày cuốc, cùng dân làng về làm ruộng. Chưa bao giờ họ thấy vui đến thế. Nai Ngọc cũng trở về nương rẫy, sớm chiều cất cao tiếng hát của mình cho dân làng nghe. Cho đến một ngày, thì dân làng bỗng không thấy Nai Ngọc đâu nữa. Dân làng vội vã đổ đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy. Họ chờ đợi từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, từ mùa xuân sang mùa hạ, từ năm này qua năm khác, nhưng vẫn không thấy Nai Ngọc trở về. Dân làng bảo với nhau rằng Nai Ngọc đã trở về núi, biến thành đá như trước. Nhưng những bài hát của em vẫn vang mãi trên nương rẫy, từ đời này qua đời khác. Các cô gái làng thường chỉ vào những loại hoa mà hát: hoa rừng nở bên suối, những cánh hoa hình trái tim hồng, đua nhau đua nở, để ca ngợi tiếng hát của Nai Ngọc thân yêu. Dân làng ai cũng tin rằng đến một ngày nào đó, Nai Ngọc sẽ trở lại làm người, về với dân làng và cất tiếng hát kỳ diệu giữa cảnh núi rừng thanh bình, tươi đẹp. Ra khơi. Chà, cuối cùng thì cũng đã xong, còn đẹp hơn cả mình tưởng tượng. Hãy tạm neo đậu ở đây đã nhé. Chào bạn, người bạn mới đến. Các cậu là ai? Sao tôi lại ở đây cùng các cậu thế này? Đây là địa điểm neo đậu của những con thuyền. Ông chủ đã đưa cậu đến đây. Sao các cậu lại xấu xí như vậy? Tại chúng tớ đã qua sử dụng, đã từng phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, ngâm mình trong nước biển, rồi phải đối đầu với giông bão nên đã bị say xước, phai màu rồi, không còn được xinh đẹp như cậu nữa. Sao tôi có thể ở bên cạnh cùng với những con thuyền xấu xí như các cậu được chứ? Các cậu cười gì thế? Mai này ra khơi rồi bạn sẽ giống chúng tớ thôi. Còn lâu, tôi sẽ không ra khơi, sẽ không bao giờ trở nên xấu xí như các cậu. Là thuyền mà không ra khơi thì bạn định làm gì? Tôi sẽ chẳng làm gì cả, sẽ ở đây ngắm trời đất, biển sóng. Tôi xinh đẹp như vậy thì sao lại phải ra khơi chứ? Tớ ra khơi đây, chào các cậu. Tớ cũng đi đây, chúc mọi người may mắn. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, bảo trọng nhé. Ra khơi, đối đầu với đầu sóng ngọn gió, có gì vui sướng đâu mà bọn họ lại vui vẻ hào hứng thế chứ. Đúng là bọn ngốc. Trời ơi, sức mạnh của giông bão thật khủng khiếp. Nhìn cậu ta trông thật thảm hại. Ngoài khơi bao nhiêu nguy hiểm rình rập, nếu ra khơi mình sẽ chết mất. Mình không thể để bị đưa ra khơi được, mình phải sống. Nhưng làm sao để trốn không ra khơi được đây? Rồi người ta sẽ bắt mình ra thôi. À, đúng rồi. Đau quá. Nhưng mà có như thế này thì người ta mới không đưa mình ra khơi. Thà chịu đau chút xíu, thân hình có xấu xí một chút, còn hơn là bị ra khơi, mạng sống cận kề với hiểm nguy, đau đớn. Giờ đến lượt mi phải ra khơi thôi. Quái lạ, con thuyền mới làm sao lại bị thủng thế này? Rõ là mình đã chọn gỗ tốt rồi cơ mà. Thế này thì làm sao mà ra khơi được nữa chứ? May quá, tí nữa thì tôi đợi. Chắc mà mình chọn nhầm loại gỗ lởm rồi. Đóng mới có vài ngày mà đã thủng thế này, thì làm sao mà chịu nổi với giông gió? Phí quá. Ôi, sao lại đưa tôi về đây? Đây là đâu? Ở đây còn ghê hơn cả ở chỗ kia nữa. Tôi không muốn ở đây nữa. Đã vào đây rồi thì đừng có mơ được đi đâu nữa, nghe chưa? Tại sao chứ? Đây là đâu? Là kho cũ để người ta đốt. Hả? Kho cũ ư? Sao tôi lại thảm hại vậy chứ?
cậu còn trẻ tuổi và xinh đẹp như thế, tại sao lại vào đây? Tôi không biết nữa. Chỉ là tôi tự đục thủng mình để khỏi phải ra khơi, vậy mà lại bị vứt vào đây. Tại sao cậu không thích ra khơi? Vì ngoài khơi đầy rẫy nguy hiểm, nó sẽ làm tôi xấu xí, thậm chí sẽ phải chết. Giống như bác bây giờ vậy đó, xấu xí tàn tạ nằm một xó. Tôi không muốn thế. Sợ nguy hiểm để vào đây thành tàn tro sao? Sứ mệnh của những con thuyền chúng ta là phải ra khơi. Nếu không ra khơi, cuộc đời chúng ta coi như đã chết. Tôi thấy hạnh phúc vì đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Còn cậu, cậu đã bao giờ được tận hưởng những điều đó chưa? Quả thật mình chưa bao giờ được cảm nhận những điều đó. Dù cuộc đời có giông bão đến thế nào, nhưng những gì chúng ta được trải nghiệm vẫn rất tuyệt vời. Sống một cuộc đời không trải nghiệm mới là cuộc đời chết, chẳng để lại ý nghĩa gì cả. Lão Miệng. Chuyện kể rằng cô mắt, cậu chân, cậu tai, bác tai và lão miệng từ xưa vẫn chung sống với nhau thân thiết. Chà chà, hàng mi của mình mỗi ngày một dài thật là xinh xắn. Nhờ có mình mà mọi người mới nhìn thấy những cảnh trí thật đẹp, những món ăn thật ngon. Mình thật là khỏe khoắn. Nhờ có mình dẫn lối, mọi người mới đi muôn nơi tìm kiếm những con vật lạ. La 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 la. Mình thật là khéo léo. Nhờ có mình mà mọi người mới có những món ăn ngon. Giọng hát của cậu tai hay thật đấy. Tôi thật hạnh phúc vì có thể nghe nó. Chẳng những vậy, tôi còn nghe được mọi âm thanh của cuộc sống nữa. Còn gì tuyệt vời hơn thế? Làm việc trong tâm thế vui vẻ bao giờ cũng hiệu quả hơn bác nhỉ. Chúng ta cùng ra chỗ lão miệng thôi bác. Đồ ăn đã xong rồi đây. Lão miệng ơi, lão hãy thưởng thức đi nào. Có chuyện gì mà cô cứ thở dài mãi như vậy? Tôi thấy mệt mỏi quá. Ngày nào cũng làm việc quần quật như thế này. Thật là vất vả. Thì vốn dĩ chúng ta ngày nào cũng vất vả rồi. Chuyện đó than thở có ích gì chứ? Các anh không thấy điều đó là bất công sao? Tại sao các anh lại có thể yên phận như vậy chứ? Các anh ạ, à, càng nghĩ tôi càng tức. Bác tay với hai anh và tôi quần quật làm việc, mệt nhọc quanh năm. Trong khi đó, lão miệng lại chẳng làm gì cả. Từ nay, chúng ta đừng làm nữa, thử xem lão ấy có sống được không. Đúng đấy, cô mắt nói chí phải. Chúng ta đi gặp lão miệng, nói cho lão biết hãy tự lo thân. Nay đã đến lúc lão phải tự đi kiếm ăn, xem lão có làm nổi không nào. Đồng tình với suy nghĩ của cô mắt, cả ba người cùng kéo nhau sang nhà lão miệng. Kìa, bác tai cũng có nhà, hay là chúng ta vào rủ bác ấy cùng đi đi? Phải đấy, bác tai chắc cũng sẽ đồng tình với chúng ta thôi. Bác tai ơi, bác có đi cùng chúng cháu đến nhà lão miệng không? Đi đến nhà lão miệng làm gì cơ? Chúng cháu định nói cho lão biết, từ nay mọi người sẽ không làm để nuôi lão nữa. Bác cháu mình vất vả nhiều rồi, tới lúc phải nghỉ ngơi thôi. Ờ, phải đây, bác sẽ đi cùng các cháu. Không thể chịu mãi sự bất công như vậy được. Lão ấy giờ này chắc đang nằm tận hưởng rồi đấy. Thì mỗi ngày lão ấy chỉ có mỗi việc ăn và ăn thôi mà, đâu có vất vả gì đâu. Chúng tôi hôm nay đến đây không phải để thăm hỏi, trò chuyện gì với ông đâu, mà nói thẳng cho ông biết, từ nay chúng tôi không làm để nuôi ông nữa. Bấy lâu nay chúng tôi cực khổ, vất vả vì ông nhiều rồi. Ấy, có chuyện chi thì mọi người hãy vào nhà đã. Làm gì mà nóng nảy thế? Không, không bàn bạc gì nữa. Từ nay trở đi, ông phải tự lo lấy mà sống. Còn chúng tôi có biết cái gì là ngọt bùi ngon lành đâu. Làm chi cho cực? Có chuyện gì xảy ra với mình thế này? Có lẽ nào mọi người lại thấy mình vô dụng đến thế? Phen này thì lão miệng cứ là chết đói. Chúng ta sẽ không làm gì cả cơ mà. Một ngày,
hai ngày trôi qua, chân, tay, tai, mắt chẳng làm gì cả. Họ chỉ ngồi ở nhà và uể oải. Sao tôi chẳng thấy vui tươi, nhàn nhã gì cả? Tôi chỉ thấy mệt mỏi rã rời thôi. Tôi thì cũng có khác gì đâu cơ chứ. Chúng ta chẳng thể cất nổi người lên để mà vui đùa như trước nữa. Các anh có ổn không? Thật sự là không ổn chút nào. Chúng tôi chẳng có chút sức lực nào cả. Tôi thì cứ suốt ngày lờ đờ, hai mí mắt nặng trĩu, chẳng còn nhìn nổi cái gì nữa. Các cháu ơi, mỗi ngày bác nghe gì cũng rõ. Này, lúc nào cũng cảm thấy như có cái cối xay lúa quay ù ù ở bên trong. Không thể chịu đựng được nữa rồi, phải sang nhà lão Miệng thôi. Chúng ta suy nghĩ và hành động sai lầm rồi các cháu à. Chúng ta không làm để kiếm thức ăn nuôi lão Miệng, thì chúng ta cũng tê liệt cả. Lão Miệng tuy không làm, nhưng lão có công việc là nhai. Như thế cũng làm việc chứ không phải ăn không ngồi rồi. Từ trước đến nay, chúng ta sống gắn bó thân thiết với nhau. Nay tự dưng lại gây nên chuyện. Lão Miệng có cái ăn thì chúng ta mới khỏe khoắn lên được. Theo y bác, chúng ta nên đến nói lại với lão Miệng. Các cháu có đi không? Bác Tài nói phải, chúng ta phải đi thôi, càng nhanh càng tốt. Khốn khổ cho lão, lão cũng sống dở chết dở. Môi thì nhợt nhạt, hai hàm khô cứng, không buồn nhếch mép. Lão Miệng ơi, chúng tôi thật xin lỗi lão. Chúng tôi đã sai rồi. Chúng tôi đã không nghĩ được rằng lão cũng làm việc, chứ chẳng hề chơi. Chúng cháu thật là nông nổi. Chúng cháu xin lỗi bác nhiều lắm. Lão Miệng ơi, lão có sao không? Mọi người ở đây với lão, chúng tôi đi kiếm thức ăn. Lão Miệng ăn xong, dần dần tỉnh lại. Lạ thay, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cũng thấy đỡ mệt và tinh thần sảng khoái hẳn ra. Cảm ơn mọi người đã hiểu cho tôi. Mỗi chúng ta sinh ra đều có một nhiệm vụ. Vậy nên từ nay đừng trách móc nhau nữa nhé. Họ nhận thấy là mình đã nghĩ sai cho lão Miệng. Từ đấy, năm người lại chung sống thuận hòa, thân thiết như xưa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.